Các bạn ạ, mình vừa xem được một cái video này 1,1 triệu view. Ê, từ từ để tắt nhạc nhé, không có là bản quyền. Chứ nó chỉ đơn giản là thế này thôi. Số này gọi đến, ta chỉ cần bấm nhận cuộc gọi là mất hết tiền trong tài khoản vì nó là trí tuệ nhân tạo. Ba la. Và đây, hãy để mình kiểm chứng sự thật. Cuộc gọi có trí tuệ nhân tạo, các bạn chỉ cần bấm nghe là mất hết tiền trong tài khoản. Và cũng như là mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái cách để các bạn sống thông minh hơn ở trên mạng xã hội. Đừng có dễ dàng bị lừa bởi những cái nội dung mà mình thật sự mình coi đây là một nội dung câu view và nó cũng không sạch như thế này. Như phần đầu video mình đã nói thì hôm gần đây mình có thấy có một cái video kiểu này trên mạng. Sau đó thì mình có đọc thêm cả Zing này, cả báo mới này. Thì trên các bài báo đó đều có các phóng viên, các nhà báo làm những cái bài báo về việc là sự thật hay là kiểm chứng liệu cái cuộc gọi có trí thông minh nhân tạo mà mang tên người gọi là Flash AI này, nó có thật sự là sẽ khiến các bạn mất hết tiền trong tài khoản khi mà các bạn chỉ cần bấm một nút nghe hay không. Thì nếu mà mình nói thật lòng nhá, thì mình sẽ thấy là nó nhảm nhí. Nhưng mà vì dù sao mình cũng là một reviewer và mình đang ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn với tư cách là những anh em đam mê công nghệ với nhau, thì chúng ta sẽ phải khách quan một chút. Không gì là không thể trong cái thế kỷ mà toàn là AI với cả thời đại mà toàn công nghệ xịn sò như thế này cả. Ví dụ như là những chiếc điện thoại xịn nhất bây giờ đều đang được bán tại Di Động Việt, kể cả mấy con đời hơi cũ nhưng mà vẫn rất là xịn và giá đang giảm rất tốt, như là iPhone 13 này, rồi iPhone 14 series có luôn, và cả Xiaomi 13 series, Z Flip 4 nữa, Samsung Galaxy S23 series đều có. Thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để anh em quan tâm tới những sản phẩm này thì có thể tham khảo tại Di Động Việt nha. Lấy ví dụ là Samsung đi, thì các bạn có thể mua Galaxy Z Flip 4 giá chỉ từ là 13.290.000. Giá này thì đã áp dụng chương trình thu cút đổi mới và trả góp 0% lãi suất nha. Hay là Z Fold 4 thì chỉ là từ 29.990.000 này. Ok, thế thì nói về cái hack lấy tiền ở trong tài khoản ngân hàng của các bạn đi. Với một ứng dụng tài khoản ngân hàng ấy, thì như mình thấy các bạn sẽ có 3 cái vị trí trọng yếu mà liên quan tới việc là thực hiện chi tiền ra, nhận tiền vào hay là cho các bạn biết thông tin về cái tài khoản đó. Đó chính là ở phía ngân hàng, máy chủ của ngân hàng lưu trữ toàn bộ thông tin về tài khoản của các bạn này. Thứ hai là cái quãng đường trung chuyển thông tin ở giữa. Khi các bạn bấm chuyển tiền thì thông tin đó sẽ được chuyển qua 4G, qua Wi-Fi, nhưng mà nói chung là sẽ là qua Internet tới máy chủ của ngân hàng, đúng không? Và thứ ba, đó chính là cái thiết bị cuối của các bạn, là cái điện thoại lưu trữ tài khoản, lưu trữ thông tin này. Và chính các bạn là người biết cái mật khẩu, biết tài khoản của các bạn. Thế thì để một hacker mà có thể hack được tiền của các bạn và chuyển tiền từ trong tài khoản ngân hàng của các bạn hay là ví điện tử của các bạn sang một cái chỗ khác để họ chiếm đoạt ấy, thì chỉ có thể hack vào ba cái vị trí này thôi. Cái vị trí đầu tiên là ở chỗ máy chủ ngân hàng thì mình nghĩ là các bạn không cần lo, bởi vì các bạn có lo thì cũng chả để làm được cái gì cả. Họ đã hack được vào máy chủ của ngân hàng và lấy được tiền thì các bạn cứ xác định là mất tiền, chứ các bạn cũng chẳng thể làm cái gì để mà lấy tiền lại. Nhưng mà cái đoạn này thì các bạn cứ yên tâm là các ngân hàng bây giờ đều có những cái phương thức bảo mật rất là cao. Ngoài ra thì cũng có bảo hiểm các thứ để trong đề phòng trường hợp là nếu mà lỗi là từ phía ngân hàng ấy, thì như mình thấy là thường xuyên họ sẽ có những cái cách để đền bù cho người dùng. Cái chỗ thứ hai mà hacker có thể xâm nhập được vào, đó chính là khi mà cái thông tin bí mật của các bạn, ví dụ như là khi bạn nhập mật khẩu vào, thì nó sẽ phải truyền thông tin đó lên máy chủ ngân hàng để xác nhận là bạn là người đó, bạn là chủ tài khoản và các bạn đăng nhập vào tài khoản các bạn, đúng không? Thì đấy chính là cái đường ở giữa, đường truyền Internet. Thì thật ra là thường những ứng dụng ngân hàng bây giờ khi mà các bạn trao đổi thông tin giữa điện thoại với cả máy chủ ngân hàng ấy, thì những dữ liệu đều được mã hóa, xác thực đầu cuối và có những cái tiêu chuẩn bảo mật rất là cao như kiểu là FIDO này. Cho nên là như mình thấy các bạn cũng không cần lo, kể cả có một ai xâm nhập được wifi của nhà các bạn nhá, đọc được tất cả những cái thông tin mà các bạn gửi đi, bao gồm cả là cái số tài khoản, cái mật khẩu tài khoản mà các bạn nhập vào ấy, thì họ cũng sẽ chỉ nhìn thấy những cái dòng 01 vô nghĩa bởi vì nó được mã hóa rồi. Và chỉ có cái phía máy chủ ngân hàng kia mới giải mã lại được để xác nhận và để đọc thông tin của các bạn thôi. Cho nên là có lộ thì cũng kệ thôi, mấy cái ông ở giữa đây có hiểu được là bạn viết cái gì đâu, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta với góc độ là người dùng cuối, các bạn chỉ cần lo đúng một việc duy nhất là bảo mật sao cho cái điện thoại của các bạn và chính các bạn tốt nhất có thể để không làm mất tiền trong tài khoản của chúng ta. Và đó cũng chính là lý do mà mình thấy cái video này là nhảm nhí. Tại sao ạ? Đây để mình kiểm chứng. Flash AI là gì? Mình chẳng biết. Theo như video này chia sẻ thì có một cuộc gọi đến. Cái người gọi ở trên cái giao diện thể hiện tên là Flash AI. Và như video này bảo là các bạn ấn vào nút nghe là tài khoản các bạn sẽ mất hết tiền. Thì đấy, hãy sử dụng tư duy phản biện một chút. Chúng ta hãy coi cái chuyện đấy là không mất tiền là bình thường và mất tiền nó là bất thường đi. Thế thì làm thế nào để xảy ra được một cái sự bất thường? Đấy là tự dưng tiền ở trong tài khoản các bạn lại bị mất, lại bị chuyển sang một cái tài khoản khác được. Thì phải có một hacker nào đó xâm nhập được vào,
và thực hiện những cái thao tác kiểu chuyển tiền đấy, đúng không? Nếu mà nói về hack liên quan tới những thiết bị đầu cuối như thế này thì như mình thấy cao siêu nhất sẽ là hack dạng zero click. Như mình đã chia sẻ rồi, đó là chúng ta sẽ có một ứng dụng Pegasus của NSO Group. Đây là một công ty chuyên làm những ứng dụng mã độc xong rồi do thám kiểu này, một công ty của Israel. Và như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ấy, cũng đã từng chia sẻ là iPhone của ông ấy bị hack bởi cái ứng dụng này. Và với ứng dụng này thì các bạn không cần làm bất cứ một thao tác gì cả, tự dưng bùm một cái, đúng với nghĩa zero click luôn, tức là không có click vào bất kỳ đâu cả, sẽ có một ứng dụng Pegasus là mã độc được cài đặt lên điện thoại của các bạn và đọc hết tất cả những thông tin ở trong máy các bạn, kiểm soát được thiết bị của các bạn. Và với bản chất là như vậy thì mình nghĩ là cái cuộc gọi Flash AI này nó sẽ không phải là zero click nha các bạn. Nếu mà nó có thể dễ dàng hack các bạn như vậy rồi thì việc gì người ta phải gọi cho các bạn một cuộc gọi xong rồi chờ các bạn bấm nghe xong rồi mới hack các bạn nữa, đúng không? Thế thì loại bỏ, đây không phải là zero click. Còn với những kiểu hack thông thường khác thì sẽ là tấn công thẳng vào thiết bị hoặc là tấn công vào thao túng tâm lý của người dùng đấy các bạn. Tấn công vào thiết bị thì chúng ta sẽ có cài virus, cài ransomware, cài malware, cài một số những cái keylogger để đọc được là các bạn nhập cái gì vào bàn phím này, đọc được các bạn đang sử dụng ứng dụng như thế nào này, hay là tự động cài đặt một vài ứng dụng mà có thể gọi là theo dõi được, quay được màn hình của các bạn, sử dụng được camera rồi đọc được mọi thứ ấy. Thì đấy là một dạng nhá. Dạng thứ hai là tấn công tới người dùng. Thì đây là cái cách mà mình thấy các bạn thường bị dính nhất khi mà nghe những cuộc gọi lừa đảo kiểu như thế này, hoặc là các bạn nhận những cái email mà chúng ta gọi nó là phishing email, tức là cái email đó gửi đến hay là cái cuộc gọi đấy gọi cho bạn sẽ giả dạng một người nào đó có chức trách tài khoản ngân hàng các bạn vừa bị đăng nhập ở một cái vị trí khác. Thì các bạn hãy click vào cái đường link này để tra cứu thông tin. Thì đó, cái đường link mà được gắn kèm trong email đó chính là một đường link fake. Nó sẽ mở ra một cái giao diện trông như kiểu là để các bạn đăng nhập vào ngân hàng, nhưng mà không các bạn ạ, web đấy là web fake. Và các bạn chỉ cần nhập số tài khoản, nhập mật khẩu vào đấy thì coi như là các bạn đã cho cái số tài khoản của các bạn và mật khẩu của các bạn cho hacker rồi, hacker biết được rồi và họ sẽ đăng nhập được thôi. Còn với cuộc gọi lừa đảo thì cũng như vậy. Đây, hôm trước tôi vừa mới vào Sài Gòn xong rồi đang ngồi, tự dưng có ông gọi tôi. Để tôi mở lại video cho các bạn xem. Cục Hải quan người ta dùng máy soi an ninh, người ta kiểm tra thấy trong đó có hai cái thẻ ngân hàng và một số lượng 7 của con PT ấy, nên cái đơn hàng sai quy định vận chuyển. Thì bên Cục Hải quan mới gọi lại cho bên để thông báo, thì bên mới gọi lại cho anh chính xác nhá. Thì anh có chính xác là người gửi chuyện hàng. Đấy, đại loại là họ sẽ giả vờ làm cơ quan chức năng. Họ bảo là mình đang có một cái kiện hàng gửi ở sân bay Đà Nẵng, xong rồi cái hàng này là hàng cấm thì mình sẽ phải nộp tiền để mình thực hiện một số những cái thủ tục chức năng các thứ để chạy lỗi, chạy tội ấy. Thì các bạn có thấy không? Nó sẽ là đánh vào tâm lý của người dùng để chúng ta, một là chuyển tiền cho cái phía kia, hoặc là hai, chúng ta đưa hết thông tin của chúng ta cho cái phía hacker kia và hacker muốn làm gì thì làm. Thì với cái cuộc gọi Flash AI này như mình thấy, nó cũng rất là vô lý. Cái ứng dụng điện thoại này nhá, nó là ứng dụng mặc định của điện thoại rồi, thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái mã độc gì ở đây được cả. Khi người ta gọi đến, các bạn bấm nghe máy, nhầm, đây là ấn gọi rồi, thì nó cũng sẽ không thể tự động cài đặt bất kỳ một cái ứng dụng gì để mà ăn cắp dữ liệu của các bạn cả. Và các bạn chỉ cần bấm nghe máy thì các bạn đâu có nhập mật khẩu ngân hàng hay là tài khoản ngân hàng hay là các bạn có đưa thông tin cá nhân của các bạn đâu để mà cái phía kia biết được và sau đó ăn cắp tiền của các bạn. Cơ bản là sẽ không thể có bất kỳ một dòng mã độc nào chạy trên điện thoại để ăn cắp này. Bạn cũng không đưa bất kỳ thông tin của bạn ra để cho người ta biết này, thì làm sao mà người ta có thể lấy được tiền ở trong tài khoản các bạn và mang đi chỗ khác, đúng không? Cái sự lừa đảo ở trong cuộc gọi này duy nhất mà mình thấy ấy, nó chỉ nằm ở một cái khả năng duy nhất thôi, là cuộc gọi này, là cái con Flash AI này, nó sẽ gọi cho hàng triệu, hàng tỷ người dùng và bất kỳ ai mà bấm vào nghe máy thì nó sẽ nhận biết rằng là à, đây là số điện thoại có người dùng. Có người dùng thì tức là thường người ta sẽ có tài khoản ngân hàng, thường là người ta sẽ có ví điện tử, thì sau đó mới sàng lọc thông tin, tạo ra một danh sách là những cái số điện thoại không phải số rác mà là số có người dùng, rồi sau đó họ mới thực hiện thêm các phương pháp khác để lừa đảo các bạn. Đấy, từ tất cả những cái lập luận đấy thì mình thấy cái việc mà chỉ bấm một nút nghe một cuộc điện thoại mà mất được tiền tài khoản thì nó rất là vô lý và các bạn không nên tin vào cái này. Và trước khi kết thúc video thì mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn một số những cái cách để các bạn chống bị gọi là giả mạo và lừa đảo trên điện thoại, qua điện thoại hay là trên nền tảng mạng nha. Như mình đã nói ở phần đầu video về những cái phương thức mà các hacker thường dùng để lừa các bạn ấy, thì từ góc độ là người dùng cuối, các bạn chỉ cần quan tâm như thế này thôi. Một, không truy cập vào bất kỳ một đường link lạ, một cái website lạ nào hết. Hai, bất kỳ một bên nào mà gửi mã OTP cho các bạn để các bạn xác nhận đấy thì không chia sẻ nó với bất kỳ ai, kể cả là có người khác gọi đến bảo em là nhân viên của Vietcombank, anh nói cho em cái mã OTP đi,
Không, đừng có nói nha. 3. Không cài đặt ứng dụng lạ từ các cái nguồn khác, bởi vì đó có thể là một ứng dụng mạo danh. Ví dụ như là kiểu một ứng dụng của một thằng nào đấy tạo ra giao diện y hệt Vietcombank, xong rồi bạn tải về, bạn đăng nhập vào, thế là nó biết được bạn vừa nhập cái gì vào và nó đã đăng nhập được. Thì các bạn chỉ dùng những ứng dụng uy tín, mà tốt nhất là nên tải từ App Store về, và các bạn quen dùng rồi thì hãy cứ dùng thôi. 4. Hạn chế sử dụng những cái wifi lạ, mà hãy sử dụng 4G, mạng dữ liệu di động ấy. Thì khi mà thông tin của các bạn được truyền từ điện thoại lên máy chủ bất kỳ đâu đấy, thì sẽ không có một ai ở giữa mà có thể dễ dàng để ăn cắp, để đọc, để biết được những cái gì các bạn đã nhắn tin, các bạn đã gõ, các bạn đã truyền đi cả. Và đó là tất cả những cái mẹo của mình dành cho các bạn. Còn khi mà tương lai các bạn thấy những video dạng như thế này ấy,